Có những kỷ niệm mà cứ mãi nằm sâu trong ký ức của chúng ta, không thể nào quên được. Kỷ niệm với quê hương, với bạn bè, với tình yêu đôi lứa. Nhưng trên tất cả là kỷ niệm với cha, mẹ. Vì tình yêu nào cũng có thể đổi thay, duy chỉ có tình cha mẹ thương con là không bao giờ thay đổi. Có bao giờ bạn phải hối tiếc vì những điều mình đã làm cho cha mẹ không vui, hay những lời nói làm đau lòng cha mẹ, dù đó chỉ là những phút thiếu suy nghĩ? Cha mẹ lớn tuổi hay trách móc những chuyện không đâu, hay nói mãi một câu chuyện đến nhiều lần. Khi cha mẹ già yếu, đầu óc hay quên trước, quên sau, đôi khi làm cho con không vừa ý. Nhưng xin hãy nhớ, nhờ ai mà ta mới có được ngày hôm nay? Ai đã hy sinh cả một đời để cho mình có được hình hài và cuộc sống như thế này? Ai là chỗ dựa cho mình khi gặp trắc trở trong cuộc sống? Nếu một mai không còn cha mẹ bên cạnh, dù bạn có muốn được nghe cha rầy hay mẹ mắng, thì cũng chỉ là ước mơ không bao giờ trở lại. Người xưa có câu: tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Quả thật không sai, ai có may mắn được sống gần cha gần mẹ, được có cơ hội chăm sóc lo lắng cho cha mẹ lúc xế chiều, nên nghĩ đó là niềm hạnh phúc thiêng liêng nhất mà cuộc đời này đã ban tặng cho mình. Nếu một mai cha mẹ đi xa, dù con có đạt được điều gì trong cuộc sống, dù con có là ai đi chăng nữa, cũng không thể nào bù đắp được sự yêu thương bao la không bờ bến mà cha mẹ đã dành trọn cho con. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời, quyện xuống hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đôi giời, thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông, chờ bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bên. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Thank you.
Chi tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Kiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà. Nam Mô Đại Bi Hội Tự Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Tự Phật Bồ Tát. Siêu lương thùy bạc tài thủy diêu cận pháp thân trần bất nhiễm căn phạm ca chi nguyên trừ đồng hình đàn tràng sái thu mong nhi tác sự dường kia quý ba nhi thành tịnh độ sao di đa đầu hòa chúng giang vô được quê thánh và môi ứng tổng thành lương bồ tát liễu đau cam lô thị năng linh nhất đích tiến bậc thập phương tinh chuyên câu quý tâm nguyên trợ đứng thứ đà tràng thất thanh tịnh nhà hội mặc luôn cảnh đường Yeah.
nụ cười tiếng khóc đau môi đã làm đời mẹ buồn vui nên khi khôn lắm xa đời lời mẹ hiền nhớ khôn nguôi năm con tròn xuân chín mộng bước vào mái ấm trời xa mong sao gió ngọc trăng ngà mà đời sao lắm phong ba có khi đời là muốn hoa tràn tất thân tình nhất tại trần ai trừ câu huế như cây được tâm hoa thì tan tan tay chúng sanh hồng một tiếng dòng hồn tất tất tiếng ru man mác xa. Rồi đời con sẽ bình xuân về, rồi xuân cũng sẽ phai tàn. Chỉ còn tình mẹ ở mãi tim con. Đêm nay đường xa đất lạ. Sang nắng đầy thứ nhật kim thời lai hoa hồi thương linh dân triều quan triều lai lâm hương linh dân triều dân triều lai lâm chiến thân triều thân cung dòng lai lâm thứ nhật kim thời tàng quyến thành tâm thần hương bay thành nhưng tâm phong thành lạc bàn giao chủ ý chân trang nghiêm bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh chính phẩm sen mầm tiếp độ phong gì cúng cơm phát tang siêu đồ cô hương linh tụ nguyện thị hương sẵn năm mau dần từ trần ngày mùng ba tháng chín năm canh tí hướng thọ trần thể 83 tuổi lại đáo linh sàng thọ tài hướng thành những thiết chánh hồn chi hương linh ở phương phức xa gần tàng chủ ân cần hứa hội trong tay hai lối cảm cách một lòng tàn cơm hương linh tụ bằng nguyện thị sáng năm mau dần từ trần ngày mùng ba tháng chín năm canh tí hướng thọ trần thể 83 tuổi lại đáo linh sàng
pháp về nhất thiết chánh hồn chi hương linh. Vì nguyện chân linh sáng suốt và tâm thường minh, tài tận nhiệt dân hương tay thân kiều thần hương hòa phò cúng dường y nhiên tình thọ. Con biết đòi ăn mẹ là người đúc cho con từng muộn cao, khi con biết đòi ngủ mẹ là người đúc suốt hát đời chúng con. Bát cơm này mẹ nuôi con không nâng, còn bát cơm này con kính dân. Tăng thiên kiền thiền chúc con khải phản. Điện thị miên thần chân ngôn cảm ơn vì thọ nam mô tất cả tôi. Hồn chiếc sinh chính lòng con thào, đáp nghĩa sanh thành thọ ước mong, kiềm kiềm tấn phạm. Sẵn hương mỹ vị kiếm linh chiếm di nguyện hương linh trái bảo mạng. Nam mô mỹ hương trái bồ tát. Gia trì lực Bồ Tát Ma Tát, gia trì lực Bồ Tát Ma Tát, gia trì lực Bồ Tát Ma Tát, lời chú Nam Di A Bay. Mẹ dài chán cỏ ba năm nhổ bỏ, chính mang tu mang không lớp lo toan. Có nắng bò nổ tua nó đầy đủ cày có công cha, chẳng quản yêu già sẵn nhai làm đồ quy cùng hoàng chỗ phần đảo nuôi con. Giao dụng vuông tròn đem đường học đạo hiếu tử ơn sau chưa bao hộ còn thêm nghèo. Giờ này quỳ trước linh chiến thi thành cung tình sao tràn thân tình tăng bảo trang nghiêm vật thừa tử tư còn hiền bám tiền đầy đủ tiền chi vũ lòng lân bằng. Hò niệm cho bài ký cha mẹ chúng con đường nhìn mưa pháp. Còn tại đây thân tâm đi ngộ phát nguyện tu trì. Đã qua đời đạo xa lìa, trong thành phẩm quả đường không cha đinh như lai. Thân tò tư sông từ bây giờ hồ trà chấm tâm. Linh tự tại Bồ Tát Ma Tát, linh tự tại Bồ Tát Ma Tát, linh tự tại Bồ Tát Ma Tát, lại hướng linh gì nha.
Thank you.
sôi cát trên từng lối mòn hàng tre xưa nay đã già tìm lại mẹ yêu nơi làng quê tháng năm ngóng chờ mong người con đã lâu lắm rồi không về thăm mẹ đẹp nhà ở chốn xưa ngược dòng thời gian bao dấu yêu xa xưa trở nhớ hoài năm nào mẹ gian nan dãi nắng dầm sương nhọc nhằn chăm lo cho đàn con miên lăng giấc ngủ từng đêm những khi gió lạnh bên nhà tranh nghèo ấm êm từng thương à mẹ hiền yêu ơi
Người con kia bầu trời xa xôi.
ai. Thank you.
bồi hồi nhớ mẹ xa xưa, nhớ câu mẹ hát ru tha từng ngày. Hương nhang lắm anh cho tàng, đâu đây dáng mẹ trần gian thuở nào. Mẹ ta không có kim đào, non mê thấy non quay thao đổi đầu, rối ren tại bí thai bầu, giấy nhuộm màu áo nhường nâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Quá đó.
Thank you.
Thank you.
Yep.
tâm đồng thành đạo sư ba coi tinh thần cha dân bao đời phụng dưỡng mẹ cha nhiều kiếp tu nhân thành Phật vô lòng thương xót tiếp độ phụng gì cung cơm chỗ hương linh phụ như thị hương sanh năm Mậu dành từ trần ngày mùng ba tháng chín năm canh tây hương thọ trần thế 83 tuổi lại đã lo linh sàng thọ tài hướng thực nhất thiết chân hồ chi hương linh bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh chính phật sẽ mong tiếp độ con vì cúng con hương linh tổ và hương thị sanh năm Mậu dần từ trăng ngày mùng ba tháng chín tuổi thọ 83 tuổi lại đau linh sàng thọ tai hưởng tình thánh pháp dân cùng siêu sanh tịnh độ thiền quá thân di nguyện tầng về an dưỡng nghiệp xã tầm lao xén cai chính phẩm quá cao phẩm thọ nhất cửa quá màn dân tìm tai thần nhiệt dân thương tai thần triệu hòa thần nhân tâm phong thần tai cầm kiếm tất thân hoài qua mang đưa chúng sanh quy chí cực lạc khi ban tiếp hương linh về khó hội đồng tay hai lối cảm cắt một lòng tan chỗ hướng mong hướng linh chừng giác mô minh giao chỗ cố cò bổn tôn tú bạc minh đô địa tạng dương bồ tát chân tích hoàng lâm tiếp độ phục vì cung cơm cố hương linh tụ bảo nguyện thị hương sanh năm Mậu dần từ trăm ngày mùng ba tháng chín năm canh tí hướng thọ trần thế 83 tuổi lại đã linh sàng thọ cam lộ pháp gì nhưng thiết chánh hồn chi hương linh ba phen thấp bao đàn ba lần chiều thịnh sứ giang hồn linh kính dân tam bao pháp nằm nương nhờ thần lực về đây thôi cam lộ pháp vì tam mật danh hương tam tâm chiều thịnh hương linh vì lai lâm thoa từ hương hoa bồ cúng dường thấy nhiên tinh ta thịnh kinh văn diễn kinh văn bồ tát ma trà chấm sơ cùng cam lộ dương bồ tát ma tát cam lộ dương bồ tát ma tát lễ linh nhi phai cha mẹ ơn sâu đành cách biệt vợ chồng gần gũi phai xa nhau đời người khác nào chiếm chúng mơ sáng lại đôi đường mỗi chúng bay kiệt thiền tấn
biển thủy biên tận chân ngày thương thương linh ở gia đường ấy thời một nén hương bát vàng cam lồ vì giống gia cũng dường truyền thiên cải phan sắc hương mỹ vị tiếng linh viên vì nguyện hướng đánh giai bảo màng nam mô mỹ hương trai bồ tát nam mô mỹ hương trai bồ tát nam mô mỹ hương trai bồ tát trà chấm di tuần gia trì bồ tát ma tát gia trì gia trì lực bồ tát na tô phẩm độ chúng sanh quay đinh vô cùng cực nguyện đồng niệm phật nhân kéo biên phiền não đoạn vô lượng pháp môn tu thầy nguyện độ chúng sanh công giải công đạo nhất minh hương thị cao sơn đầm thượng trà hương linh giám liêu tạo xâm pháp dương gia trà chấm tâm hồn linh tự tại bồ tát ma ta linh tự tại bồ tát ma ta linh tự tại bồ tát ma ta các lễ hương linh di vai vạn sanh di tình chân lâu nam mô di đà và bữa này nếu có nhiều cái gia đình cũng cần hỏi thì hỏi nha.
Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.